vậy này là bay lan sau đó nhỉ. Rồi là thuốc mà lên mà gói kịp mà đó rồi. Vậy là bay lan cái đó. Dừng xong cái lưu đá. Xong rồi. Lúc ấy mình tắt luôn. Tắt. Bắt thơ. Tại lúc mình nhận lại có ngày nắng hộp nào. Mê thao nữa. Mê trọng hốt mê thơ đấy. Bên đây crowd ở chẳng hơn. Không có sao chứ. Vậy ra. Cao muốn nó chơi ớt món. Lần lần trinh nhớ không? Tập với ớt mình nè. Lớn thì khai mà tốt. Ngo mà bị khai tỏ mít bóng lên trên đi nè. Nào mà chụp đi. Trong thời này sẽ là tất cả những cái mục thầy chứ. Thứ này cũng kê là trứ này. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi.